Qua ghi nhận thực tế của phóng viên Pháp luật Media, báo Pháp luật Việt Nam, dọc theo bờ sông Hồng thuộc địa phận phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, số điện nhà hàng thuyền trài với quy mô rộng hàng ngàn mét vuông, gồm nhiều hạng mục xây dựng kiên cố, được chia thành các dãy nhà và công trình phụ trợ khác nhau. Đặc biệt hơn, chủ nhà hàng còn đổ bê tông kiên cố làm bờ kè lấn chiếm dòng sông để tăng thêm diện tích kinh doanh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hành lang sông. Ngoài ra, việc xây dựng lấn chiếm ra sát bờ sông để kinh doanh còn tạo ra nguy cơ lớn về tai nạn đuối nước. Còn nhớ vào cuối năm 2017, cũng tại khu vực nhà hàng này đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Chiếc xe ô tô con được cho là của thực khách vừa ăn uống tại đây, khi ra về thì bất ngờ lao xuống dòng sông chảy xiết, khiến hai cán bộ của bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái tử vong. Tiếp tục di chuyển theo dọc bờ sông, phóng viên ghi nhận được thêm nhà hàng quán cá Hà Oanh thuộc địa phận xã Giới Phiên nhà hàng này cũng được xây dựng tương tự, lấn ra sát mép bờ sông. Nhiều cột bê tông cắm xuống mặt nước để dựng thành chỗ ăn uống của thực khách. Điều này sẽ tạo thành vật cản, có thể làm thay đổi dòng chảy khi mùa nước lũ về, khiến cho bờ sông bị sạt lở. Theo kết luận thanh tra số 58 KLSTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2019, về công tác quản lý nhà nước, lĩnh vực đất đai của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điều rõ, qua kiểm tra thực địa, gia đình bà Nguyễn Thị Hưởng đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng rừng sản xuất sang đất ở để xây dựng nhà và công trình phụ trợ, làm nhà hàng thuyền trài với diện tích hơn 700m2. Để có thông tin khách quan, phóng viên đã liên hệ làm việc với Ủy ban Nhân dân Phường Hợp Minh, Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và sẽ tiếp tục thông tin trong những phóng sự sau.